Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Minh Hải TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ Minh Hải TV trong suốt thời gian qua. Hôm nay Minh Hải TV xin mời quý vị và các bạn trở lại với khu vực đường Vành Đai 1 Hà Nội với cái thông tin là sắp sửa có một con đường hàng chục nghìn tỷ đồng sẽ được mở qua đây. Thì trong những năm qua, Hà Nội đã đầu tư xây dựng cái đường Vành Đai 1 đoạn từ Nguyễn Khoái đến Trần Khát Chân, qua Đại Cổ Việt đến Kim Liên, Ô Chợ Dừa và đã đến phố Hoàng Cầu rồi. Thì việc đầu tư cái đoạn mà từ Hoàng Cầu đến đường Voi Phục, đến cái khu vực Voi Phục là gần chỗ vườn Bách Thú Thủ Lệ, thì nó sẽ rất là cần thiết để mà phát huy cái hiệu quả toàn tuyến Vành Đai 1 này và góp phần giảm ùn tắc giao thông rất là hiệu quả. Thì cái đoạn đường mới mà từ Hoàng Cầu đến Voi Phục này, như đã nói ở trên, là nó nằm ở trong cái Vành Đai 1 và thuộc vào hai cái quận Đống Đa và Ba Đình. Và chiều dài của cái đoạn đường này là khoảng hơn 2 km. Tổng cái kinh phí cho cái dự án này theo dự kiến thì nó cỡ khoảng trên 8.000 tỷ đồng. Đấy. Thì bản thiết kế có chỉ ra là con đường này nó sẽ chạy song song với đường Đê La Thành. Điểm đầu của con đường này ở chỗ Voi Phục thì sẽ giao cắt với đường Kim Mã Cầu Giấy. Và đây nó cũng sẽ trở thành một cái nút giao thông lớn và rất là quan trọng của thủ đô khi mà tuyến Metro số 3 Nhổn ga Hà Nội đặt cái ga trung chuyển giữa cái phần đường sắt trên cao và phần đường sắt ngầm dưới lòng đất. Thì khi đó thì cái nút giao này sẽ trở nên rất là quan trọng. Về phần giải phóng mặt bằng của cái dự án này thì theo như là khảo sát ban đầu thì là cái đoạn đường mà từ chỗ Hoàng Cầu đến Voi Phục sẽ phải giải phóng mặt bằng cỡ khoảng trên 2.000 hộ dân. Chính vì thế là cái chi phí giải phóng mặt bằng nó lên khá là cao và người ta đã gọi cái đoạn đường này là cái con đường đắt nhất hành tinh. Lý do là bởi vì cái chi phí vào cái việc giải phóng mặt bằng nó quá cao. Thì cái dự án này cũng được kỳ vọng là sẽ làm giảm tải cho cái đường Đê La Thành lâu nay luôn xảy ra cái tình trạng là ùn tắc đường kéo dài bởi vì cái đường nó quá nhỏ. Thứ hai nữa là cái phần vỉa hè thì gần như là không phát huy được bởi vì là có cái hàng cây rất là to ở hai bên, cộng với lại các hộ kinh doanh thì gần như là lấn chiếm hết lòng vỉa hè rồi. Đường thì lại nhỏ, các phương tiện đi lại nhiều cho nên cái việc ùn tắc xảy ra thường xuyên ở đây. Và cái dự án này nó cũng sẽ giúp, sẽ làm tăng cái tốc độ lưu lượng, lưu thông từ cái phía đông sang phía tây của cái khu vực nội thành Hà Nội này. Thì khi mà triển khai dự án thì đơn vị thi công sẽ phải giải tỏa toàn bộ cái phần nhà dân nằm ở trong khu vực dự án ở phía bắc đường Đê La Thành, đoạn Láng Hạ đến Voi Phục, để mà xây dựng cái hạ tầng kỹ thuật như là cây xanh rồi bãi đỗ xe vân vân. Cái đoạn đường mà có đoạn đường này thì là nó sẽ có hai cái cầu vượt trực thông dọc theo cái đường Vành Đai 1 ở tại cái nút giao thông là chỗ Giảng Võ Láng Hạ và một cái cầu vượt nữa ở nút giao thông với đường Nguyễn Chí Thanh. Đấy. Thì các hộ dân mà nằm ở trong cái diện giải tỏa dự kiến này thì sẽ được bố trí nhà tái định cư theo như là thông tin thì là sẽ được tái định cư ở cái khu vực Nam Trung Yên, khu Tây Nam Kim Giang 1 và một số thì vào cái quỹ nhà tái định cư của thành phố. Cái dự án này thì nó cũng sẽ sử dụng hết cỡ khoảng 160.000 mét vuông đất theo như là cái bản thiết kế, và nó sẽ có khoảng 83.000 mét vuông đất là nằm ở cái khu vực của hộ dân, 16.000 mét vuông đất cơ quan và gần 54.000 mét vuông đất đường giao thông. Đấy.
Thì với cái con số tổng dự toán lên khoảng trên 8.000 tỷ đồng ấy, thì ở trong cái con số này nó có khoảng gần 6.500 tỷ đồng là sẽ dành cho cái tiền là bồi thường và giải phóng mặt bằng, tiền tái định cư. Đấy. Cho nên là có thể nói là cái con số mà dành cho việc giải phóng mặt bằng tái định cư nó chiếm cái con số quá lớn. Và cái thời gian mà dự kiến người ta sẽ triển khai làm cái đường này là sẽ vào cỡ khoảng quý 3 năm 2018. Đấy, thì Minh Hải TV cũng sẽ sắp tới cũng sẽ cập nhật đến cho quý vị và các bạn những cái hình ảnh gần nhất với cái dự án này. Và theo tiến độ thì tiến độ dự kiến thì con đường này sẽ dự kiến là hoàn thành vào hết năm 2020. Đấy. Ở trên cái đoạn đường này thì cái quãng mà từ Nguyễn Chí Thanh tới Láng Hạ là cái quãng đường mà dài nhất trong cái dự án, và nó sẽ chiếm một cái chiều dài cỡ khoảng 1 km. Thì ước tính trung bình cứ mỗi 1 mét dài của tuyến đường này thì sẽ có tổng chi phí đầu tư là khoảng 3,5 tỷ đồng. Đấy, 3,5 tỷ đồng. Thì chi phí xây dựng con đường này nó sẽ phá vỡ được hai cái kỷ lục của hai cái con đường đắt nhất hành tinh trước đó. Đấy, cụ thể thì tuyến đường này nó sẽ cao hơn 3 lần cái chi phí xây dựng đường Kim Liên Ô Chợ Dừa. Đấy. Cái đoạn đường đấy thì ngày trước là xây dựng là hết khoảng 1,1 tỷ đồng một mét đường. Đấy. Và bây giờ thì cái đoạn đường này sẽ chiếm là 3,5 tỷ đồng, rất là cao. Và nó còn lớn hơn gấp 2 lần cái tuyến đường từ Ô Chợ Dừa đi Hoàng Cầu mới được xây dựng những năm vừa rồi, là chiếm khoảng 1,4 tỷ đồng một mét. Thì đây nó đều là những cái phân đoạn của cái tuyến đường Vành Đai 1 này. Cái tuyến đường Vành Đai 1 thì nó nằm ở phía gần với trung tâm, cho nên là cái mật độ dân cư cũng rất là đông và đất đai ở đây cũng rất là đắt đỏ. Chính vì thế là cái giá tiền để bồi thường nó cũng chiếm một con số rất là cao. Và cái điểm kết thúc của cái dự án này sẽ giao với cái đường Cát Linh, La Thành, Yên Lãng tại Hoàng Cầu. Và đây cũng sẽ là cái điểm nối với cái đường xã Đàn, Ô Chợ Dừa có sẵn rồi đấy. Thì theo như thông tin của Hà Nội thì được biết là cái dự án này được trình thẩm định vào trong tháng 1 năm 2018 rồi. Và chủ đầu tư sẽ triển khai giải phóng mặt bằng và quý 3 năm 2018 là sẽ thi công. Thì hiện nay đã bước sang đến cuối quý 3 rồi. Minh Hải TV cũng sẽ có những cái hình ảnh để cập nhật với cho quý vị và các bạn về cái dự án này. Cái hạng mục mà sẽ thi công trước thì sẽ là hai cái cầu vượt ở tại cái nút giao Giảng Võ Láng Hạ và cái nút giao với Nguyễn Chí Thanh. Thì nó sẽ có hai cái vị trí này là có hai cái cầu vượt. Quãng đường mà từ Voi Phục tới ngã tư Nguyễn Chí Thanh ấy, là nó sẽ có chiều dài cỡ khoảng 800 m. Và trên cái đoạn đường này thì nó có khá nhiều các cái đơn vị lớn, ví dụ như là Đại sứ quán Nga này, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội này, Bệnh viện Nhi Trung ương này. Đấy. Thì là đấy là cũng là những cái đơn vị lớn và rất là quan trọng ở Hà Nội. Cái phần mà giải phóng mặt bằng thì trong số hơn 2.000 hộ dân nằm trong diện giải phóng mặt bằng ấy, thì ở quận Đống Đa là có cỡ khoảng trên 800 hộ và ở quận Ba Đình thì chiếm khoảng trên 1.500 hộ. Đây là một cái con số cũng khá là cụ thể khi mà cái dự án này đã khảo sát rất là kỹ lưỡng. Theo như là bản thiết kế thì khi mà con đường mới được mở ra song song với cả đường Đê La Thành cũ thì cái phần đất còn lại giữa cái đường cũ và đường mới thì sẽ được quy hoạch để làm công viên rồi bãi đỗ xe. Đấy, tạo cho cái cảnh quan ở bên những cái con đường này nó sẽ được đẹp hơn, chứ không phải là nó sẽ được giải phóng hết để làm đường.
mà nó cũng sẽ có một cái phần để dành cho quỹ đất để là phục vụ cho cái việc là đỗ xe. Bởi vì như quý vị và các bạn đã biết là ở Hà Nội bây giờ thì cái mật độ dân và cái tỷ lệ những cái người có xe đi lại rất là lớn, cho vậy thì cái nhu cầu mà đỗ xe cũng sẽ rất là cao. Chính vì vậy là cái việc khai thác những cái điểm đỗ xe rồi trồng cây xanh, khớp nối những cái hệ thống hạ tầng kỹ thuật để về cái phần gọi là kiến trúc cảnh quan thì nó sẽ là rất cần thiết. Quý vị và các bạn hãy để lại những ý kiến bình luận của mình ở phần dưới của video này. Minh Hải xin chân thành cảm ơn những ý kiến của quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn thấy video này có thông tin hay thì hãy nhấn nút like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để tiếp tục nhận được những cái video cập nhật nhất của Minh Hải TV. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.